Chimino cũng đã thành lập năm rồi, cái năm mới là sản xuất ra clip. Ba số 3 là thành lập năm mới đấy. Còn 73 mới là Shimano. Hỏi tôi mà nói anh sư phụ không, mà nãy mà hỏi biết ông bà không, sư phụ không, cái lịch sử của ông, ông cái chân của ông sao mà mắc hạnh phúc, ông còn kể tôi hả? Đó, bữa cái clip đó ông kể hết rồi, sau chiến tranh Trương Thế Bình vừa giải phóng luôn cái đi bán rồi xe đạp không phải, tại vì cái chân ông bị thương đó là năm 75 của mền nữa. 75 là năm chưa giải phóng à? Còn 2 tháng nữa giải phóng nó bị cái chân. Tôi à. Ông là công binh à. Lúc mà đi phá miền đi ở cái bánh cát. Nó vô cái rừng vừa nghỉ. Quất một cái bài cái chừng. Bánh bản á thì nó chơi cái lan nặng cái giọng. Nghe cái tiếng là cái M79 sâu tới. Nó bắn à. Bắn đồng đội của ông, bắn ngay tiền chết tại chỗ luôn, mà cũng nổ nó cũng chết luôn. Cái M79 á, chúng lại tìm của ông. Cái mà đồng đội mà nhớ xuống không nổ, mà đồng đội chết, không có gì. Mạng lớn à. Lúc mà xong xuôi rồi về cũng đi về. Cũng nạp chung cái miệng. Số hay gì đây. Chung cái miệng. Rồi rồi. Thời đó căng ha. Nó 3 ký con. Rồi về. Cái này nhiễm trùng các bạn. Nó 3 ký con. Xong rồi chở đi cái bệnh viện ở Bình Dương. Nhà thương lớn nhất vừa vô các bệnh viện cấp cứu cúp điện rồi đâu các bệnh viện cúp điện chúng ta cứu được cái chân không ta lại cứu không cứu không được phải cưa lên nó bị mổ ở đây này phải cưa tới đây có, phải cưa đó rồi thôi nó lan lên á lan lên tại vì biết sao nó bị trúng cái thuốc độc của thuốc nổ á nói chung mạng lớn cũng còn không chứ thôi vài đồng đội chết dữ lắm. Nó thiệt á. Vậy ba em là cũng theo phe đi. Ông cậu á, nó lớn tiếng như ai nói nha, mà nói với ông bà nó không dám. Rồi nói anh sư phụ mà, không dám, nó lòng vàng lắm. Cái rừng số mà 11 số nó mới tức à. Trước sau tháng đĩa. Trước sau tháng đĩa. Nó có luôn cái rừng trước rừng mò. Có luôn cái rừng cảm ứng trước, có luôn cái đèn cảm ứng trước, đèn cảm ứng sau. Của Shimano á. Shimano China cái này nhập sản xuất tại bên Trung Quốc là 8 số hả? 11 số á nhưng nhau nó bụi trà bá vậy nè có đồng có thắng lửa 11 số em có cái 11 cái tai rè của nó giống y hệt cái tai rè gì phải không? Cái này là XT à, XT của xe nó bấm xả đúng không? Đúng rồi trời ơi gần như tuyệt vời mấy tính tiền đâu tôi muốn mà không mấy mốt anh có nguồn đồng số á anh chứ chủ động anh gọi cho đó mà nó có khách mua mày để tao được giá thì tao mua giùm ổng vậy cái này nó lại, ở, chứ anh nó ở bên nó ở bên Thái Lan nó mua về không nói ý nó anh chờ nó giao hàng biết chừng nào tại giờ dân chơi đồng số ít lắm sợ ít biết á phải chủ động mình gọi cho nó thì anh cứ gọi nó đi rồi hồi xưa á cái đồng số về á tôi không biết sửa biết làm gì không mừng cà cha đập bể nó coi ở trong tôi tháo rồi đập luôn hả cái họ đó cái tháo được đập luôn thứ ba số ba khó tháo à phải đập luôn phải đập để mình mới hiểu ý mới tháo được giống như giờ đập hộp mấy điện thoại em còn mấy cái dấu này à đập tới bể nó bị chung có tới bây giờ cũng một cái dấu nè cái móng tay nó méo luôn méo rồi luôn nó đập vô rồi á bị đứt cái ở da cắt cái mai đó luôn tại vì biết sao họ hồi xưa không có hàng mình sửa được á là bán được cái kia không có chở thì đồng hư thì nhiều quá mình phải kiếm sửa anh bán cái nào theo nhu cầu người ta hơn giống như dân chơi giờ nó mấy cái dòng túi này nó dụ nó mua từng món á mà nó thiếu bảo đảm nó ra đây ra nó phải lắm rồi sao cho cái giá mua tôi mua đầu nhật không mà thấy không cắt cáp nữa em mua cái dởm này cắt cáp hơn cái này cắt cáp số 1 luôn em mua cái dởm á cái nó
nó bị lục răng nè, cắt mấy cái à, hàng mới. Cái này cách hết số 1 luôn mà. Cái này tôi mua đâu có rẻ đâu. Mua xài hay bán? Bán cũng được, tôi xài cũng được. Cái này tôi mua là 400 ngàn á. Cái này là hên chà băng luôn nè. 200 ngàn một miếng nè, cái này hết không. Cái này cũng đang cần cái cấp cáp, nhưng mà cắt cái phần mà bóp cái cắt trăm còn cắt bóp nó đi luôn mà. Cắt cáp xong rồi cái phần mà để bóp cái đầu nó lại có không? Bóp cái đầu nó cái kèm khác, chúng mình khác hơn. Còn này cắt thôi. Còn là chuyên cắt cáp. Này có gì cắt thử không? Có cáp nào cắt thử không? Đang cần cái kèm này. À, nó hạ đã không? Cái này chắc mấy chục năm ha. Nhôm nhẹ ghê nè, cái đầu này bằng nhôm. Cái đầu là nhôm. Cũng có thể cái này hàng sách tay mà. Sách tay luôn nè. Cái Fuji. Fuji da. Đúng vô cái thép nè, cắt một cái. Cắt mẻ kìm không luôn. Mẻ kìm luôn. Âm nhang là dây sức rồi. Cắt hết. Rồi. Đây. Tay nghề chưa cắt bao giờ. Cái tay cái đầu này đằng xưa nè. Để đây không? Để đây gì? Wow. Bén ngọt luôn. Ở đây nó gắt không? Hay là nó cố tình để làm vậy? Để ha hỏng cho bự không? Giờ tôm nước đầu nhớ rồi nó trơn chút. Ồ. Cái này có thì mua không có. Có thì à. Này muốn mua giờ tình thương bánh thương bán nhiêu? 450 rồi bán chục. Nó đã luôn. Ok. Hồi nãy đó có gì á, nãy cầm gì cái cái đó là không bán cái đầu này. Cái đó để thấy con đúng không? Nó con á, bỏ được. Rồi, cảm ơn mua này. Đang cần cái này. Hai miếng này cũng 400 luôn. Cái này như Japan luôn không? Này nói Japan luôn. Khủng à. Hết mà cứng lắm. Này mới hả? Này mới luôn Japan rồi chưa? Cái 10, mấy cái này cũng mới 13, rồi. Cái 14. Nếu cái 15. 13, 14. Thì cái... Ủa sao cái đồng... 2 cái thì chịu à? Cái đồ mỏng có tặng 2 cái triệu. Này chưa mỏng luôn à? Còn... Chưa mỏng luôn. Em có mua bộ này lon nhưng mà không thua này, này mới đã. Nó có đẹp bằng cái này dọc tính ra cái chỗ mà hàng bãi mà nó bán container đi lựa mày chắc khó kiếm á. Đâu có đâu mà lựa. Có Nhật á. Tôi cũng đi lựa mà không có. Có không? Đó, lâu lâu đi săn được mấy này cắt cáp tại vì nó không cắt cái nó cắt nhầm nhở nữa. Cái này hàng cái nó còn cái cạo thế này nữa mà. Nó không mua ra bà cạo thế này mà. À, cái đó chuyên dùng ha. Rồi 30 đô tôi không mua. Trời cho xe cổ mà. Không phải tháo. Đúng cái này khó phải đúng. Không phải tháo cái này để sửa chữa. Phải có cạo mới được. À, chặn giống như bông mai vậy không? Đúng rồi. Cái 30 đô làm sao mua? Cái loại cảo nhựa là cho cục nhựa thì dễ không? Còn này nữa khác cái này không, cái này sửa các bạn ở trong này. Nếu thời gian sửa nhiều thì nên mua, còn nó ít sửa. Hóa cái này khi lên này ít. Chế được không? Lấy khác mở được. Cái gì chế? Chứ mà lấy kìm hư hết ha. Nó này là bằng nhựa được mà. Nhựa. Kèm dễ hư. Có cái là hư rồi. Hư vậy. Rồi xăng được nào ơi. Ủa đã nha. Giờ bóp chút nhớ cho nó chân cho nó này à. Bỏ cái thép nhật nó mới hay, em mua chợ dân sinh á. Đường không nó cắn 2-3 cái. Tôi đi mua quậy. Nó cắt 2-3 cái lỏng le hư không có xài được nữa luôn á. Quá dữ luôn. Rồi chào anh chị nha, bữa nào á tôi còn cái kia nó còn khác cái này. Tôi xài cái kia được. Thì thôi chạy cái này cho mua uống được. Rồi ơi, để anh xài cái này. Khi trẻ múc xài cho thợ nó khoái lắm xài. Rồi chào anh chị ha, hôm nào rảnh rảnh buổi trưa. Bỏ đó luôn đi anh. Bỏ luôn rồi. Rồi xăng được nhiêu đây rồi? Vô có hết tiền. Tại ông cao á là ông bán đồ phổ thông, mỗi lần mua cho ông 4-5 triệu không á. Lại bên đây anh mua đồ cao cấp quá. Cho nên mua mớ mớ nâng cấp lên. Tại vì sửa không được, có mua đồ đẹp không hay là đồ đẹp không mua. Đúng rồi. Về sửa cực lắm. Đúng rồi, có đồ đẹp luôn. Chữ đồ này vô không được. Thôi về trà bóng này thôi ha. Xong thôi. Rồi đây nha, chào chị nha. Rồi đây là tiệm của Hòa. Tiệm của chú Hòa là cũng là đại sư phụ chú Cao ở chợ Tân Thành, 158 mọi người. Rồi xin chào, hẹn gặp lại.